Dạ, em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. Tại hiện tại đây là đường này là vô nhà của bà ngoại và bé Ly ha, bé Ly tí hon ha cô chú anh chị. Đó. Đây em sẽ cập nhật nhà của bà ngoại, đường đi vô nhà của bà ngoại cho cô chú anh chị xem và bé Ly. Thì đó, đường vô nhà bà ngoại rất là heo hút luôn ha. À, đây là công viên nhà của bà ngoại luôn này. Đó, nhà của bà ngoại. Đây là nhà của bà ngoại nha cô chú anh chị. Đó. Thì hiện tại là YouTube độc lạ. Đó, đó trong đó cũng có một YouTube độc lạ kìa. YouTube lạ kìa. Ra đây quay rồi. À, ngày hôm qua thì em cũng có tới nhà của bé Ly buổi chiều ha. Em cũng có cập nhật buổi chiều của bé Ly cho cô chú anh chị xem. Thì buổi sáng này em cũng sẽ, trước khi đi về thì em cũng xin cập nhật vài cái video để cho cô chú anh chị trong và ngoài nước xem, biết tình trạng của bé Ly như thế nào ha. Đó cô chú anh chị, đây là nhà của bé Ly ha. Đó. Nhà của bé Kim Tiểu Ly. Thì hiện tại là chị Hai đang tắm cho bé Ly, đang tắm rửa cho bé Ly. Thì trước khi đi về thì tụi em cũng ghi hình một hai cái video để cho cô chú anh chị xem, để cập nhật biết cho bé Ly và bà ngoại. Đây, thì mời cô chú anh chị vào nhà của bé Ly ha. Đi bằng máy bay. Đó, dùng cái này là cái bay nhé mọi người, đi bằng máy bay. Đó. Rồi, đấy. Người nổi tiếng xuất hiện. Ta đẹp quá trời đây. Bé Ly thấy cưng của chú anh chị. Chào bà ngoại, chào khán giả của cô Tư ơi. Chào bé Ly nha. Dạ con chào bà ngoại nha bà ngoại. Ê lộn rồi, hóc ơi. Đó, con gái tôi tắm xong rồi nha. Con gái tôi mới tắm xong, mới gội đầu nha. Có gội đầu không? Thơm, có chứ. Thơm phức phức luôn. Thơm phân phức luôn. Để mít cúp xong thì hả, tháo tóc ra. À. Ủa cái gói đây đâu rồi? Thấy chưa? Em gái cũng tắm xong luôn nè mọi người. Bây giờ tắm xong nha. Ăn xong đi. Chút xíu ăn nha. Ăn xong cho đợi đây coi chút đi. Để bắt cúp cái nó. Ta bắt cúp đi rồi ăn. Thôi ăn dính cái miệng hết trơn nè. Không, cái son đó. Cái son đó chị Tha đó, là cái son đó son bóng của người ta. Mà chị Tha như vậy á, là nó chóc hết trơn à. Mới gội đầu thơm phức nha. Con gái gội đầu thơm phức nha. Bé Ly cũng mới giờ tắm rửa xong, bắt đầu giờ make up cho đẹp nè. Giờ nó lên đồ là đẹp lộng lẫy. Là tính ra gì định mặc áo ba màu gì đây? Đó ta bằng đồ đó đó. Bảy sắc cầu vồng. Bảy sắc cầu vồng. Yeah. Ok không? Bé Ly hôm qua ngủ ngon không? À đêm hôm con ngủ được không? Được hả? Có nằm mơ thấy ba lông không? Không à. Kiểu này là bắt ba lông phải điện cho Ly liền ha. Ok, xong. Tắm, gội đầu. Thơm quá trời luôn. Tóc này dài. Tóc em dài, em cài bỗng thiên lý. Tên lý. Đi ăn đi hả, mất cúp ha. À, ăn chứ là mất cúp sau nha. Để ok chưa? Lấy đồ. Ủa, trà sữa của nó đâu rồi? Để trong tủ rồi. Mẹ ở ngoài là bị ấy á. Mà nó cha nước hết trơn à. Quay qua đây. Bây giờ bé Ly ăn xong rồi, bé Ly mới make up nha cô chú anh chị. À, trời ơi không rời được búp bê nè mọi người. Bé Ly có cái đặc biệt. Rồi, cái gì nữa? Hai con luôn hả? Một con vậy. Trời đi đâu con. Bé Ly tí hon rất là dễ thương luôn. Đó, cứ là vậy xong là cứ ôm búp bê nha. À.
hỏi 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 hai đứa nó quanh cũng ngon không, hai con này quanh cũng ngon không, hỏi coi, hỏi coi nó có trả lời không. Chặt nít luôn hả? Tự nhiên kiếm cái giường ta to cho nó ngủ, để nó ngủ cái giường nhỏ xíu này chặt là phải rồi. Ít thôi, cái nhiều ăn đâu có hết thôi. Nó ăn hết bịch đó thôi. Mày Ly ăn hết bịch đó được rồi. Dạ ông Ly ăn hết bịch đó thôi ha. Ok không? Tắm sao thấy mát không? Mát hả? Rồi tắm xong chào thí quý vị khán giả nào. Mà để bộ đồ đó chút con giặt cho. Chào mọi người đi. Bé Ly chào mọi người. Bé Ly mới ngủ dậy nên là cũng còn hơi bơ phờ, nhưng mà bé Ly ăn xong rồi nó chút cho bé Ly đẹp nè. Chút xíu rồi mất chút đẹp lộng lại luôn nè mọi người. Tha son mà bé Ly cho đậm lên nè, nó đẹp nè đúng không Ly? Sư muốn chân tay không? Có sư muốn chân tay không Ly? Hả? Có đi sư muốn chân tay không? Nhìn cô hai hả? Cô hai kệ đi, hỏi nhìn cái bà đó, bà bánh xe. Rồi, thấy chưa? Hai người cũng rất là đã đi mỗi người. Nếu mọi người thấy kênh này hay và ý nghĩa cho mình đăng ký một like nha. Để bé Ly ăn một chút xíu nha, mình sẽ quay lại cho mọi người xem luôn nha. Bye bye mọi người. Cái gì vậy bà? Không à. Covid nha, đừng nói là Covid gì đây. Bé Ly cười, bé Ly thấy cô tôi ho, bé Ly cười. Ho gì kìa. Giống mắt kỹ không con? Giống. Cái này bé Ly rất là dễ thương luôn. Chưa mắt chút nhưng mà vẫn dễ thương nha. Vẫn đẹp nha, đẹp, đẹp hơn lúc trước nhiều luôn. Đúng không Ly? Đẹp lộn lẫy luôn. Cái nút áo này sao nó bung ra vậy? Lộn lẫy nó hở ra vậy con? Ở đây mà nó không có nút hả? Cái áo nó bằng đâu có được đó hai. Sao nó sao vậy? Cái chỗ này nó hở ra. Mần đỡ đi chút nữa thay. Thay ra cái đầu ngoại lấy mà. Tại cái áo này nó hở cái đó thôi. Cái đó nó đâu có được đây nè. Nó dày đâu có được, thay đồ khác đi. Nó khác cái gì? Không. À. Đây nè. Còn ngoại ơi. Thay áo khác cho em đi. Phải ngoại, áo qua đi cho đẹp. Ngoại ơi. Ngoại lấy cho con bộ đồ khác cho bé Ly coi. Thì lấy cho con bộ đồ khác cho con vô đó luôn. Đi con, đi vô thay bộ đồ mà. Tại vì cái áo này, mua cái áo này ngoài đừng bận cho nó nữa. Nó chỗ này nó hở nè. Chỗ đó nó hở đó. Mua mốt ngoài đừng có bận áo nó cho nó nữa. À, dạ cô chú anh chị ơi, nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay và có ý nghĩa cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.